Câu chuyện tặng quà 8 tháng 3 lộn ngày của ba tụi hon và nội mì cây hải sản. Không biết ông tìm hiểu ở đâu mà có nửa mùa à? Bữa nay mới 26 tháng 2 ông tặng quà 8 tháng 3. Nhiều lúc tính tào lao thấy ghét chứ lúc nào cũng thấy thương lắm mọi người. 6 giờ sáng là đã đi làm rồi. Hôm qua Soan nhà mình nóng nguyên đêm luôn. Bữa nay sáng đưa tụi hon đi học sớm để mình đưa Soan đi bệnh viện. Mai là có ông anh mình á chứ một mình không biết gánh sao hết nữa. Mình thì không biết lái xe, mỗi lần đi đâu không có ba nó là bất tiện dữ lắm luôn. Cũng may là bệnh viện gần chợ, mình xe qua cái là tới. Bên hàng bây giờ đang là cuối đông á mọi người, sắp tới mùa xuân rồi là sắp hết lạnh rồi á. Tối nay nhà mình ăn mì canh hải sản nha, tại vì bữa trước ba tụi hon bệnh mấy bữa đâu có ăn được mì đâu. Bữa thấy mình ăn cái nồi mì cây hải sản từ bữa đó tới bữa nay còn thèm. Nãy mình bắt cái nồi nước lên trước rồi, mà nấu canh hải sản là phải có củ cải trắng nha. Cho vô đây thêm một viên nước dùng nữa. Giờ trong lúc để củ cải trắng chín á thì mình qua đây làm sốt của cái món canh này. Đây là tương đậu mình được xã cho từ cái hồi mình qua tới giờ, cái hộp nhỏ vậy thôi mà mình ăn mấy năm rồi mọi người. Pha sốt á thì mình chỉ cần có tương đậu, tương ớt, nước tương, ớt bột với lại là một ít rượu nấu ăn. Còn chút nữa nếu mà mặn lạt gì á thì mình sẽ nêm sau. Bây giờ đang là trời lạnh còn ăn mấy cái món này ngon chứ mình mốt qua mùa hè là không có nổi đâu mọi người, tại vì mùa hè bên Hàn nó cũng nóng lắm, nóng không thua gì Việt Nam mình đâu nha. 38-40 độ là chuyện bình thường. Vậy bên này món ăn người ta cũng ăn theo mùa nữa mọi người. Nồi canh thì có nhiêu đó thôi á, giờ mình đậy nắp lại cho nó chín nha. Trời ơi, màu tím nữa mấy chị, qua đúng cái gu luôn rồi. Cái ông con này chưa kịp lãng mạn lắng gì luôn á. Thôi thì cũng đáp lại bằng một ly Lora cà phê sức khỏe của ca sĩ Nhật Kim Anh. Ba tụi hon phái cà phê này lắm mọi người. Hôm bữa mình thấy Lora cà phê này mới nhận giải thưởng thương hiệu mạnh quốc gia trên VTV nên là mình cũng yên tâm với chất lượng của nó. Bây giờ đi đâu cũng thấy, lướt đâu cũng gặp Lora cà phê. Có hai loại nấm linh chi và đông trùng hạ thảo mà nó thơm lắm mọi người. Hậu vị không có bị chua miệng nữa, chắc thì sánh kẹo lắm luôn. Hai ông này làm như chung hội hay sao á, hội mê Lora cà phê của ca sĩ Nhật Kim Anh. Canh hải sản thì chín nãy giờ rồi, giờ mình mở lên lại cho mì vô ăn nha, mời mình ăn tối cho mấy cả nhà mình. Nãy tôi lấy ngay cái miệng nó nha. Lấy hết rồi hả? Cái miệng nó dưới này nha. Vậy lấy gì? Lấy hết. Con mắt mấy thôi. Lấy hết mà. Tôi đã quên rồi đó. Dạ. Bắt bồi này. Lấy Ừ. 그러네. 보고 나한테? 응.